Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 2 của bài toán. Giải bài toán có đến 2 bước tính, trang 84 và 85. Chúng ta sẽ học từ bài tập số 4, bài 5, bài 6. Trong video tiết trước chúng ta đã học phần tiết 1, phần lý thuyết và chữa các bài tập 1, 2, 3 ở trang 85. Nếu như chúng ta chưa xem video 1 thì chúng ta sẽ có thể là xem ở bên dưới phần mô tả của cái video này nhé. Link của video tiết 1 cô sẽ để dưới phần mô tả của video này. Chúng ta chỉ việc nhấp vào link và chúng ta có thể xem được. Chúng ta sẽ chữa bài tập số 4. Giải các bài toán sau theo mẫu. Bài toán mẫu: Sóc Em có 8 quả thông. Sóc Anh có số quả thông gấp 3 lần Sóc Em. Hỏi cả hai anh em nhà Sóc có bao nhiêu quả thông. Vậy nhìn câu hỏi chúng ta thấy là hỏi hai anh em đúng không? Hỏi hai anh em có bao nhiêu. Vậy muốn biết hai anh em có bao nhiêu quả thông thì ta phải lấy số quả thông của anh cộng số quả thông của em, đúng không? Mà ở đây bài toán thì cho biết là Sóc Em có 8 quả thông. Sóc Anh có bao nhiêu quả thông? Sóc Anh thì chưa biết là có bao nhiêu quả thông cả. Cụ thể là bao nhiêu quả thông thì chưa biết, đúng không? Chỉ biết là Sóc Anh có số thông gấp 3 lần của Sóc Em thôi. Như vậy thì trước tiên chúng ta phải thực hiện phép tính để tính xem Sóc Anh có bao nhiêu quả thông đã, đúng không? Vậy ta sẽ có bài giải là số quả thông của Sóc Anh là: vì số quả thông của Sóc Anh gấp 3 lần số quả thông của em, cho nên ta lấy số quả thông của em là 8 nhân với 3. Đấy, gấp 3 thì ta sẽ nhân 3 lên. Ta có 8 nhân 3 bằng 24 quả. Bây giờ chúng ta đã tìm được số quả thông của Sóc Anh rồi, đúng không? Vậy thì muốn tìm hai anh em có bao nhiêu, ta sẽ lấy số quả thông của Sóc Em cộng số quả thông của Sóc Anh vừa tìm được là 24 quả. Vậy ta sẽ trả lời số quả thông của cả hai anh em là: lấy số quả thông của em là 8 cộng số quả thông của anh là 24 bằng 32 quả. Và đáp số là 32 quả thông. Như vậy với bài toán này chúng ta cũng giải bài toán này bằng hai phép tính. Tương tự như vậy chúng ta sẽ chữa các bài tập ý AB của bài 4 này theo bài mẫu, đúng không? Theo cách giải của bài mẫu kia. Chúng ta có ý A của bài 4 trang 85-86. Bài giải, ta làm bài giải luôn. Ta có thể phân tích bài toán ra nháp nhá. Sau đó chúng ta làm bài giải này. Xe ô tô nhỏ chở được 7 người. Xe ô tô to chở được số người gấp 5 lần xe ô tô nhỏ. Hỏi cả hai xe ô tô đó chở được bao nhiêu người. Ô tô nhỏ là chở được 7 người, đúng không? Ô tô to thì chở được gấp 5 lần ô tô nhỏ. Bây giờ hỏi cả hai ô tô là được bao nhiêu người, đúng không? Đấy. Vậy muốn biết cả hai ô tô chở được bao nhiêu người thì ta phải lấy số ô tô to cộng với lại ô tô nhỏ, đúng không? Mà ô tô nhỏ thì biết là 7 người rồi, còn ô tô to thì chưa biết. Chưa biết là bao nhiêu. Chỉ biết là ô tô to thì gấp ô tô nhỏ là 5 lần. Đấy. Như vậy trước tiên chúng ta phải tìm xem số ô tô to chở được ô tô to chở được bao nhiêu người đã. Trước tiên chúng ta tìm xem ô tô to chở được bao nhiêu người.
ta tìm số người ô tô to chở được là ô tô to thì chở gấp 5 lần ô tô nhỏ, như vậy sẽ bằng số người ở ô tô nhỏ gấp 5 lần lên, có nghĩa là nhân với 5. Ta có 7 nhân 5 bằng 35 người. Đấy. Bây giờ ô tô nhỏ là 7 người, ô tô to vừa tìm được là 35 người, đúng không? Vậy thì cả hai ô tô ta sẽ lấy 7 cộng với lại 35. Ta sẽ trả lời là phép tính thứ hai, đó là cả hai xe ô tô chở được số người là 7 cộng với số người ở ô tô to chở được là 35. Ta cộng 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 3 thêm 1 là 4. 42 người. Vậy đáp số là 42 con, 42 người. Chúng ta sẽ làm ý B. Nhà Thịnh nuôi 9 con vịt, nuôi số gà gấp 6 lần số vịt. Hỏi nhà Thịnh nuôi tất cả bao nhiêu con gà và con vịt? Ta có nhà Thịnh nuôi 9 con vịt đúng không? Vậy vịt giờ tóm tắt bài toán, vịt đây là 9 con, gà gấp 6 lần số vịt, gà. Vậy thì vịt chúng ta biểu thị bằng một đoạn thẳng bằng 1 cm, đúng không? Thì vịt sẽ gấp 6 lần như vậy, chính là 6 cái đoạn như vậy, đúng không? Là 6 cm. Cái đoạn này là bằng nhau nhé. Ta vẽ một đoạn dài 6 cm, chia ra làm 6 đoạn. Một đoạn sẽ là 1 cm. Đấy, như là gấp 6, đúng không? Đấy. Hỏi nhà Thịnh nuôi tất cả bao nhiêu gà và vịt? Hỏi tất cả, đây là tất cả là bao nhiêu, đúng không? Bao nhiêu gà và vịt? Đấy, bao nhiêu con gà và vịt đấy? Vậy muốn biết được có bao nhiêu con gà và vịt, chúng ta phải lấy số con gà cộng số con vịt. Nhưng ở đây số con gà chúng ta chưa biết là có bao nhiêu con, chỉ biết là ở đây số gà gấp 6 lần số vịt. Vậy trước tiên chúng ta phải đi tìm số gà đã, đúng không? Vì số gà gấp 6 lần số vịt cho nên tìm số gà, ta lấy vịt, số con vịt này nhân với 6. Ta lấy 9 x 6 bằng 54 con. Lỗi, bài giải. Ghi câu lời giải này. Số con gà là 9 x 6 bằng 54 con. Hoặc chúng ta có thể trả lời đầy đủ hơn là số con gà nhà Thịnh nuôi là, đúng không? Và chúng ta trả lời là ngắn gọn như này thôi. Tìm số con gà chúng ta trả lời ngắn gọn thì cũng được. Những cái câu thứ hai trả lời chúng ta trả lời đầy đủ nhé.
Nhà Thịnh nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt? Trả lời. Nhà Thịnh. Nuôi số gà và vịt là 9 con, cộng số con vịt là 54 con. À, số con vịt xin lỗi là 9 con, cộng số con gà là 54 con nhé. Bằng 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1, 5 thêm 1 là 6, vậy bằng 63 con. Đáp số. Sáu mươi ba con gà và vịt. Đấy. Ở đây đáp số cụ thể ra là 63 con gì đúng không? Con 63 là cả gà và vịt đấy. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Hai lớp 3A và 3B cùng tham gia trò kéo co. Lớp 3A có 25 bạn. Lớp 3B có 23 bạn. Số bạn tham gia được chia đều thành 4 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu bạn? Ta có lớp 3A và lớp 3B đúng không? Lớp 3A có là 25 bạn. Lớp 3B có 23 bạn. Đấy. Số bạn tham gia được chia đều thành 4 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu bạn? Chia đều số bạn thành 4 đội. Mỗi đội có bao nhiêu? Chúng ta làm bài giải. Ở đây chia đều số bạn thành 4 đội, có nghĩa là chia đều tất cả tổng số bạn của hai lớp này thành 4 đội. Vậy trước tiên chúng ta phải tìm xem là tổng số bạn ở đây là bao nhiêu đã, đúng không? Ta sẽ có là tổng số bạn của hai lớp 3A và 3B là lấy số học sinh ở số bạn của lớp 3A là 25 cộng số bạn của lớp 3B là 23 bằng 48 bạn. Bây giờ chia đều số bạn thành 4 đội, có nghĩa là chia 48 bạn này thành 4 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu bạn? Ta thấy thì chia đều, nó chia đều thành 4 đội, có nghĩa là phải lấy cái này 48 bạn này chia cho 4. Vậy ta sẽ có mỗi đội có số bạn là 48 bạn ta chia cho 4. Nó sẽ bằng ta thực hiện ra nhá, lấy 48 chia cho 4. Chia từ trái sang phải. 4 chia 1 à, 4 chia 4 bằng 1. Viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 4 được 2. 2
2 x 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy 48 chia 4 bằng 12. Ta viết kết quả là 12. Bạn đáp số mười hai bạn chúng ta sẽ làm tiếp bài số 6. Một đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội Lào Cai đến ga Yên Bái có 58 hành khách xuống tàu và 27 hành khách lên tàu. Tàu tiếp tục chạy về ga Lào Cai. Lúc này có tất cả 91 hành khách trên tàu. Hỏi trước khi tàu dừng lại ga Yên Bái, trên tàu có bao nhiêu hành khách? Đấy, chúng ta có một chuyến tàu chạy từ Hà Nội đến Lào Cai, đúng không? Đây, chạy đến Lào Cai. Đây là Lào Cai, đúng không? Đấy. Và khi chạy từ Hà Nội đến Lào Cai thì nó phải qua cái ga Yên Bái. À, đây là ga Yên Bái. Khi đến ga Yên Bái có 58 hành khách xuống tàu và 7 hành khách lên tàu. Đó. Đến ga này thì 58 hành khách xuống. Đúng không? Và đây lên. Lên là có 27 hành khách, đúng không? Lên là 27 hành khách lên. Đấy. Bây giờ bài toán hỏi trước khi tàu dừng lại ga Yên Bái, trên tàu có bao nhiêu hành khách? Trước khi dừng lại ga Yên Bái, vậy có nghĩa là từ cái khoảng này trở lại, đúng không? Khoảng này trở lại này, đúng không? Từ khi đi Hà Nội đến chỗ chưa đến ga Yên Bái này, mà lúc mà chưa có 58 hành khách xuống và 27 hành khách lên này này, thì trên tàu là có bao nhiêu người? Biết là khi mà tàu chạy về ga Lào Cai thì có 91 hành khách trên tàu. Khi mà tàu đến ga Lào Cai thì lúc này có 91 hành khách, đúng không? 91 hành khách trên tàu. Vậy team phải tìm số hành khách ban đầu, đúng không? Số hành khách ban đầu mà chưa trước khi đến ga Yên Bái đấy, trước khi mà có số người lên xuống như này. Có nghĩa là tìm số hành khách ở trên tàu ban đầu khi mới ở Hà Nội đi, đúng không? Đấy. Vậy cho thấy ở đây này, khi đến ga Yên Bái có 58 hành khách xuống và 27 hành khách lên. Thấy là 58 thì lớn hơn 27, có nghĩa là số hành khách xuống tàu thì sẽ nhiều hơn số hành khách lên tàu. Vì vậy khi đó thì số hành khách ở trên xe lúc này sau khi đến ga Yên Bái rồi, đúng không? Thì số hành khách lên xuống như vậy thì số hành khách ở trên xe nó sẽ giảm đi, bớt đi, đúng không? Bởi vì người xuống nhiều hơn người lên. Đấy. Cho nên thì số hành khách ở trên xe sau khi dừng lại ở ga Yên Bái thì nó sẽ giảm đi. Vậy. Vậy ta sẽ tìm xem là số hành khách giảm đi là bao nhiêu. Ta có bài giải. Ở đây là bài 6, trang 68. Ta sẽ tìm số hành khách giảm. Sau khi đến ga Yên Bái
Yên Bái Việt Hoa là có nghĩa là số hành khách trên xe đấy giảm đi đấy, đúng không? Số hành khách trên xe nhé giảm đi là lấy 58 trừ đi 28 à trừ đi 27, 58 trừ đi 27 sẽ bằng 31 hành khách. Vậy bây giờ thì số hành khách đấy sau khi dừng lại ở ga Yên Bái rồi tiếp tục đi thì lúc này số hành khách ở trên xe nó sẽ giảm đi là 31 hành khách so với ban đầu, đúng không? So với trước khi đến ga Yên Bái. Mà bây giờ bài toán lại hỏi là trước khi đến ga Yên Bái thì hành khách ở trên xe là bao nhiêu? Vậy ta sẽ có là trước khi dừng lại ga Yên Bái trên tàu có số hành khách là, đúng không? Trước khi dừng lại ga Yên Bái số hành khách trên xe là trên tàu, đúng không? Trên tàu là sau khi dừng lại ở ga Yên Bái thì có 58 người xuống và 27 người lên. Như vậy thì số hành khách ở trên xe lúc này giảm đi so với ban đầu là 31 hành khách. Vậy thì khi giảm đi 31 hành khách thì còn lại trên xe là 91 hành khách. Như vậy ban đầu trước khi dừng lại ga Yên Bái thì chúng ta sẽ có số hành khách đó là bằng số hành khách ở trên tàu bây giờ cộng thêm mấy số hành khách mà lúc nãy đã bớt đi, đã xuống xe đấy, đúng không? Là 31 hành khách mà chúng ta vừa tìm được. Ta sẽ có 91 hành khách ở trên xe cộng với lại 31 hành khách lúc đã xuống xe, đúng không? Đấy. Thì sẽ ra số hành khách trước khi mà đến ga Yên Bái, có nghĩa là số hành khách ban đầu đấy, đúng không? Sẽ bằng một cộng một bằng hai, chín cộng ba bằng 11, vậy sẽ bằng 112 hành khách. Đáp số một trăm mười hai hành khách. Như vậy giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo.